Thưa sư, vui lòng hướng dẫn con làm sao phân biệt tượng Phật Di Đà và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, vì con muốn thỉnh tượng Phật Thích Ca mà không biết làm sao phân biệt tượng nào là ngài, cứ sợ mua lộn tượng thành tượng Phật Di Đà, vì khi mua online họ không hề ghi là Phật gì, chỉ ghi Buddha, nên con mong sư chỉ giúp. Sư mở cái hình lên cho quý vị coi ha. Cái Phật Thích Ca đấy, thì đây đây là Phật Thích Ca nè, đây là Phật Thích Ca đấy. Tức là cái kiểu đắp y á, quý vị thấy là đắp y kiểu vai trái nè ha, đắp y kiểu vai trái. Hai đó là đắp y kín người đấy, đắp y kín cổ, nhưng mà cái kiểu này là không có đúng nè, kiểu đắp y này không có đúng. Đấy, những cái kiểu đắp y kín cổ như vậy đó là Phật Thích Ca. Đấy, vì thấy đây, đấy cái kiểu đắp y như thế này là Phật Thích Ca này. Cái tượng Phật như thế này là cũng là Phật Thích Ca ha. Đấy, như thế này, đấy cái kiểu đắp y như thế này là Phật Thích Ca. Đấy, như thế này cũng là Phật Thích Ca, nhưng mà cái kiểu mà hở ngực một cái hình chữ vạn như vậy là Phật Di Đà nha. Đấy, cái kiểu mà để hở ngực mà có hình chữ vạn như thế này là Phật Di Đà. Phật Thích Ca không có kiểu đắp y mà hở hở ngực để cái chữ vạn ở giữa như thế này. Đấy, thì đó là hai cái căn bản để mà quý vị phân biệt ha. Nếu có nhiều người họ không biết á, họ vẫn để cái hình hình Phật Di Đà mà họ lại để là cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn thêm một cái nữa đây nè, những cái hình mà như vậy nè đó, thì chắc chắn là Phật Di Đà ha. Những cái hình như vậy là chắc chắn Phật Di Đà nè. Đấy, cái kiểu mà màu mè hoa lá hẹ rồi có thêm cái chữ vạn ở đằng trước như vậy thì đó là Phật Di Đà ha. Đấy, Đức Phật Thích Ca của mình ấy thì y phục không có cái kiểu mà hoa văn rồi rèm rồi tua tủa như thế này. Cái hình như vậy đó là của là Phật Di Đà, là đấy, cái này cũng là Phật Di Đà ha. Đấy, còn thế đây nè, đây nè, họ nói rất là rõ nè, đây nè, thấy chưa, thấy chưa, đấy Phật Thích Ca nè, con này Phật Di Đà nè, đây hai cái nó khác nhau.